Xin chào các bạn, trên tay mình là cái loa Havit màu xám. Trước thì được tặng kèm khi mà pre-order FM1 Pro nha. Và cái loa này đang có giá bán ngoài thị trường là từ 450 cho tới 600 ngàn đồng. Bên trong hộp thì chúng ta sẽ có dây 3.5 qua 3.5 này, dây sạc USB A qua micro USB và một số sách hướng dẫn sử dụng cũng như là thư cảm ơn của Havit. Đó, rất nhiều thứ lung tung trong này. Về cơ bản thì đây là một chiếc loa hoàn thiện tốt. Ở phía trước thì có một màng vải, nó sẽ giúp cho cái loa kháng nước nhẹ nha và chống bụi nữa. Tổng thể thì được làm từ nhựa ABS và có phủ nhung ở bên ngoài. Màu xám này thì nhìn khá là sang trọng. Kích thước của nó thì không có quá lớn, các bạn có thể xem với cái điện thoại của mình nha. Và nó nặng khoảng 500g. Hoàn thiện rất là cứng cáp và chắc tay. Ok, phía trên thì chúng ta sẽ có nút mode này, nút tăng giảm âm lượng, nút play, pause và nút điện thoại. Tức là khi các bạn kết nối và có được cuộc điện thoại gọi đến thì các bạn có thể bấm trên loa nha và nó sẽ trả lời được cuộc gọi luôn, nó có mic luôn. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có bốn cái chân cao su này để giúp cho cái loa nó sẽ vững chãi hơn khi mà để trên bàn hoặc mặt phẳng. Các cổng kết nối thì được bọc ở phía sau này và được che lại nha, tại vì máy này thì có kháng nước nhẹ. Chúng ta sẽ có khe cắm thẻ nhớ micro SD này, có cổng USB này, có cổng sạc micro USB và có cổng AUX, và ngoài ra thì công tắc tắt bật là ở đây. Và như mình nói lúc đầu thì giá bán dao động của nó từ 450.000 cho tới 600.000 đồng, thì với cái mức giá như vậy thì theo mình thấy rất là ok. Máy này thì có công suất là 10W nha, nó sẽ có hai loa nhỏ bên trong và mỗi loa là 5W và có thời lượng pin khá là lớn, 1800 mAh, cho phép nghe nhạc từ 9 cho tới 10 tiếng và thời gian sạc là 4 tiếng đồng hồ đối với cái củ sạc là 5V và 1A. Cái loa này được sản xuất ở Trung Quốc. Bây giờ thì mình sẽ mở thử một đoạn nhạc ngắn để cho anh em nghe thử nha. Do là không gian ở đây hơi ồn nên là mình sẽ chỉ mở một khúc nhỏ nhỏ cho anh em nghe thử thôi. Loa Havit này thì theo như tin đồn là nó là một công ty con của Oppo, mình không biết chính xác hay không. Em có thể thấy là cái âm lượng của nó khá là ổn, tuy nhiên là nó thiên về bass nhiều hơn nha, giải chép thì có vẻ là hơi bị hụt. Và để tăng giảm âm lượng thì các bạn sẽ giữ chặt nút nha, nếu mà các bạn ấn một lần là nó sẽ hiểu là next hay là previous, còn giữ chặt là tăng hoặc giảm, và khi nào nó kêu pít pít là đã hết cỡ rồi đó. Và nút mode này thì là sẽ chuyển qua chế độ để nghe đài FM nha. Ngoài ra khi mà các bạn ngắm USB hay thẻ nhớ vào, nó sẽ tự động nhận, và cái nút mode này còn có tác dụng là để chuyển qua các cái chế độ đó nữa. Nói về tổng quan thì đây là một chiếc loa theo mình thấy là rất là đẹp và đáng tiền. Và anh em thấy sao về cái loa này thì vui lòng để lại comment ở phía dưới. Cái loa này thì mình mua tại Sephonet nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.